Thưa quý vị, cá đông lạnh có chứa chất cực độc. Báo Tuổi Trẻ Online vào ngày 10 tháng 6 có đăng bài viết phát hiện chất cực độc trong cá đông lạnh tại tỉnh Quảng Trị. Theo bài viết cho biết, một số mẫu cá lấy từ trong kho đông lạnh của cơ sở thu mua hải sản tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có chất cực độc. 6 mẫu cá được lấy bao gồm cá ngừ, cá trích, mẫu cá sòng, 3 mẫu cá nục. Những mẫu cá này được chủ cơ sở cho biết là thu mua vào thời điểm xảy ra cá chết hàng loạt tại tỉnh miền Trung. Chất độc được tìm thấy trong các mẫu cá là chất phenol. Đây là một loại chất cực độc và cấm dùng trong thực phẩm. Chất hóa học này thường chỉ dùng trong công nghiệp tẩy rửa, tuyệt đối cấm sử dụng trong thực phẩm. Ngay cả trong việc sản xuất bao bì cũng không được cho phép. Với hàm lượng 0,037mg trên 1kg như trong mẫu cá nục thì chưa đủ gây ngộ độc cấp. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, nếu tích lũy nhiều chất này thì có thể gây chết người về sau. Cũng một bài báo khác trên Tuổi Trẻ Online với tựa đề có thể tích lũy chất độc nếu ăn cá nhiễm độc. Theo nhận định của bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Thị Yến Thủy, Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Sài Gòn cho biết thêm, các loại hải sản như tôm cá nục chết hiện đang nghi ngờ do nhiễm độc hóa chất. Nếu người dùng ăn các loại hải sản này có nguy cơ gây nhiễm độc hóa chất, khiến cơ thể bị ngộ độc cấp như nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau bụng hoặc tích lũy trong cơ thể do không thải ra ngoài được, lâu dài sẽ gây rối loạn chuyển hóa hoặc rối loạn hoạt động chức năng các cơ quan trong cơ thể. Như thế đã gần 70 ngày kể từ khi cá biển miền Trung chết hàng loạt, nhà cầm quyền vẫn chưa đưa ra được nguyên nhân vì sao cá chết, trong khi đó vẫn hô hào khuyến khích người dân tắm biển và ăn cá. Người dân tỉnh Quảng Bình không thể sống nổi trước tình cảnh đánh bắt cá về không ai mua, và chính họ cũng không dám ăn cá. Quá phẫn nộ, họ đã xuống đường biểu tình, chặn xe tại đường quốc lộ 1. Lúc bấy giờ, nhà cầm quyền mới họp khẩn cấp và quyết định hỗ trợ thu mua hải sản cho ngư dân. Nhưng đó là một lời hứa cuội, vì sau đó, ba tấn cá mu của ông Trần Việt Hoa và các bạn trai ngụ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đánh bắt xa bờ về, chẳng được nhà cầm quyền thu mua như đã hứa. Và giả sử những nơi khác tại miền Trung, nhà cầm quyền có thu mua thì câu hỏi đặt ra là số cá này sẽ bị tiêu hủy hay là cho vào kho đông lạnh để chờ tiêu thụ? Với những gì hôm nay báo Tuổi Trẻ đưa tin thì có lẽ đa phần số cá chết vì ngộ độc hiện đang nằm rải rác khắp các kho đông lạnh trải dài trên toàn quốc. Cứ với mức độ bưng bít cao về thông tin cá chết của nhà cầm quyền thì chẳng người dân nào có thể biết số cá chết đang trôi nổi về đâu. Chẳng ai có thể đảm bảo trên mâm cơm nhà mình đang ăn có độc tố hay không. Và cứ như thế, nỗi hoang mang, sợ hãi dường như đang bao trùm cả dân tộc này.